Xin kính chào các bạn. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể tạo chuyển động cho một cái bức ảnh. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái bài chuyên sâu hơn để giúp cho các bạn thể làm được cái video hoặc hình 2D bằng phần mềm Kai Master các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở phần mềm Kai Master lên. À, chúng ta nhấp vào tạo mới. À, sau đó thì các bạn đánh tên cho dự án nha và chọn cái tỷ lệ khung hình là 169 sau đó thì chúng ta sẽ tạo một cái dự án mới như thế này À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa cái hình nền vào, à, sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái hình cường chuyển động. thì ở đây mình sẽ đưa cái hình nền nhé, mình sẽ chọn một cái hình nền. đây mình sẽ chọn cái hình nền là thành phố nhé, thành phố như thế này. rồi à, sau đó thì các bạn sẽ đóng nó lại. Đấy, thì chúng ta được một cái hình nền thành phố như thế này. thì bây giờ thì chúng ta có thể là chỉnh lại cái kích cỡ nhé, kích cỡ của cái cái hình nền này sao cho nó phù hợp với cái khung hình thì ở đây thì mình thấy là nó cũng gần bằng rồi thì mình sẽ chỉnh to lên một xíu thôi nha bằng cách là chúng ta sẽ vào ly máy và zoom này thì chúng ta có thể là chỉnh to lại đó. cho nó vừa khung hình nha Đấy, như thế này à, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại và bây giờ thì mình sẽ đưa cái hình cần tạo chuyển động vào thì mình sẽ thoát ra ngoài và chúng ta sẽ vào cái phần lớp này à, chúng ta sẽ vào phần phương tiện thì vì đây là cái cảnh thành phố cho nên mình sẽ chọn cái hình một chiếc xe nha mình sẽ chọn một cái hình chiếc xe màu xanh như thế này đây. Chỉnh lại cái kích cỡ của hình chiếc xe và đặt đến vị trí cần đặt đó. À, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo chuyển động cho chiếc xe. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ chọn như hình chiếc xe như thế này nha. Chọn nhìn chiếc xe. Cái thứ hai nữa thì giờ, bước thứ hai nữa thì chúng ta ấn vào hình cái khóa. Bước thứ ba nữa thì chúng ta sẽ đưa cái thanh timeline nha. Chúng ta sẽ kéo cái thanh thời gian đến cuối của cái hình như thế này bước thứ tư là thì các bạn sẽ đưa nhấp vào cái hình dấu cộng này để chúng ta thêm một cái điểm và bước cuối cùng nữa là chúng ta đưa cái xe đến một cái vị trí mới này sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái kết quả nhá các bạn nè tua lên đầu và chúng ta sẽ ấn vào nút play các bạn thấy ha giống như cái hình cái xe đang à, đang chuyển động nha rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút là ở cái hình cái hình, uh, hình nền nó đang di chuyển thì mình sẽ chỉnh lại nha. Đây. Rồi. Còn cái hình cái xe thì uh, mình thấy là ổn rồi. À, các bạn thấy ha, uh, hình cái xe này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Đây. À, đây là chính là một cái cảnh mà xe đang chạy trong thành phố các bạn nha. À, nó rất là đẹp đúng không? Đấy. Thì đây chính là cái bước cơ bản nhất trong cái phần tạo phim hoạt hình 2D bằng phần mềm KineMaster. À, các bạn nhớ thực hành để chúng ta thuộc cái cách tạo một chuyển động cho à, một vật thể. Sau đó thì qua những cái bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều thủ thuật hay nữa để cho các bạn thể làm được những phim hoạt hình đơn giản bằng phần mềm KineMaster các bạn nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.